Mẹ ruột cô gái bị hại ở chợ đầu mối Thủ Đức hé lộ con sắp kết hôn, bạn trai nói một câu nghe xót xa. Những thông tin liên quan đến vụ cô gái tên HTTT, 26 tuổi bị sát hại ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, hiện vẫn khiến nhiều người rùng mình khi nhắc đến. Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1984, ngụ quận 12. Trước đó, trưa ngày 30 tháng 9, một số người đi ăn trưa về đến bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thì phát hiện chị T, 26 tuổi, ngụ tỉnh Long An, nằm cạnh vũng máu nên báo công an. Công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra. Qua đó, công an xác định có người phụ nữ chở chị T bằng xe máy tới khu vực trên. Tại đây, Dung vật chị T xuống rồi dùng hung khí ra tay khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, nghi can tẩu thoát, chị T được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến chiều thì tử vong. Đáng chú ý, camera còn cho thấy lúc Dung quật ngã chị HTTT có người đàn ông mặc áo trắng đứng phía sau container. Nghe tiếng động, người này đến quan sát, khoảng vài giây sau thì người đàn ông bỏ đi trong tư thế chậm rãi. Trao đổi với báo Người Lao động, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết giả sử tại thời điểm xảy ra vụ việc, nếu người đàn ông chứng kiến biết chị T đang nguy hiểm đến tính mạng và biết Dung đang cầm dao, có điều kiện giúp đỡ mà không cứu giúp và với sức khỏe của một người đàn ông, người này đến can ngăn hoặc chi hô cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ thì có thể cô gái 26 tuổi không mất mạng thì cần điều tra làm rõ trách nhiệm của người đàn ông này. Luật sư Hùng cho rằng cần điều tra, xác minh, theo đó người đàn ông có thể sẽ bị khởi tố theo tội danh căn cứ theo khoản 1 điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi. Bổ sung 2017 quy định người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Bên cạnh đó, người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm. Ngoài ra, hành vi của người đàn ông trên cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 1 điều 390 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi. Bổ sung 2017 với hình phạt là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Như vậy, tùy thuộc vào kết quả điều tra, xác minh cụ thể, lấy lời khai, trích xuất camera cụ thể, chi tiết của cơ quan chức năng để xác định người đàn ông có chịu trách nhiệm hình sự hay không, luật sư Trần Minh Hùng thông tin. Theo tìm hiểu, gia cảnh của nạn nhân cũng khá khó khăn. Mẹ ruột của T còn cho biết cô sắp kết hôn, đồng thời cô cũng là trụ cột chính trong gia đình giúp ba mẹ kiếm tiền nuôi em nằm bệnh. Gia đình tôi nghèo chứ không giàu có gì, mới bán được một năm mấy nay thôi, nhờ có con mà tôi mới khỏe được, bây giờ nó đi rồi chắc thở không nổi. Hai vợ chồng già nuôi đứa con bệnh nữa làm sao mà thở. Lúc còn sống, nó nuôi em nó bệnh, giờ đời tôi cũng như tan nát, sang năm nó còn dự định đám cưới nữa. Mẹ nạn nhân đau buồn chia sẻ, chồng sắp cưới của nạn nhân cho hay từng khuyên chị T đừng đi với người lạ. Sáng hôm đó bà đó lại đặt đồ, bà kêu đóng đồ giao xuống xe. Lúc đóng xong là em đi về rồi, còn T với mẹ T ở lại. Lúc đó bà lại kêu T trở xuống kêu xe để mà giao đồ ra. Em về có điện thoại cho T mà mấy cuộc đầu được, còn sau đó không được. Lúc đó em cũng không nghi ngờ gì vì không có xích mích gì với bên mình. Đang nói chuyện điện thoại cái tắt ngang, em gọi lại thì không được. Nói người yêu em thiếu nợ bả là không có.